vùng lái nâng chung đạp ra trong tầm 100 đô la đi nó về để đạp ra 100 đô la khơi miên phòng cho nên hay mất phép của nhóm cái đạp rộp 1000 đô la Nhưng có đặt thêm 1.100 tiền. Hay là hai bông pha mà đặt tiền. Bên tay nhưng mà nó xem thêm miên hưởng nâng cao lên ấy. Bộ bộ ở ban mơ video muốn đăng hào vậy vì cái chiêm mù là hạt mũi để dương và cả đập dụ địa là hai cái nông ca để dương và cả đập dụ địa này cứ đảm bay bắt đòn nơi chùm này đấng nâng bom miếng xanh xanh bẹp bom chùm mùi nâng vị sai forex nâng vị sai crypto đảm bay ở nhà đại quận trong vị định dụ từ lời vị sai này mình chùm này đấng crop crop nâng chi viên cả bọc ra WDF bịa bênh bao vía cứ bị đu forex WDF cứ chỉ bịa cắt hay bởi vậy tới WDF cứ clay ai ở nẹt ọc nên người rồi chém chân nó bị đền nẹt ọc nên nó khơi từ lớp sai forex cứ nẹt ọc nên ai nó khơi bụi nhiều được nè vì đu forex nhà đặng ọc nên khơi nó không nó mình bịa vi ấy hay đu mà đây tha chấm nọt nhân cứ mình mày sầm đại từ lớp nhóm bay nẹt đăng tế cứ sầm đại từ lớp dương đặng ọc nè bộ cái lo máu nó bị đại dương lư kê dễ bẹp pon cho mỗi người sai forex nè giờ đại cái đặc luôn ai mình sầm đại tập thôi tăng đại đồng băng từ lớp nẹt đại kê thua xây, mình đã tham nẹp xây có phần tác nó bây giờ dương phở biểu vi nữa không nắng cứ dương tầng ọc nế, ruộng nế, riêng tầng ọc nế, hai dương thua tầng ọc nế ta bất tư ở WDF và cả làng môn ấy cứ nơi chân nam bì bọn mà phải mùi hay nơi bên đằng đáy thì mà bụi dương á là dương chụp bàn chụp hướng à dương thua mùi cứ thời chạy bảo kỳ nó không nắng á hai giờ ti tăng này giờ bậc cả nó cứ đưa xa tại dương từ chị chạy kia này vậy từ lơ à đường nâng nát cứ là hàng cà phê dương chập đám môn kia môn cứ là hàng cà phê tầm đó ba nhà hàng thông thông bao nhiêu miền pí muốn được nhóm chập đám chủ đưa từ lớp sai phơi tí muốn nhóm phát hạt sẽ để đắng tí pí cứ nhóm phát hạt thôn tiền ní cứ chưa ba nhà hàng thông thông bao nhiêu tầng pí sau này nhóm miền ba nhà hàng pí đi kia có vận tải nhóm copy team bao nhóm cứ bánh hà tí mũi cứ nhóm trong lộn ca riêng nhóm trong lên play cạnh tí bí cứ đã xa tại nhóm nơi bê để chấp đam từ lưu vị say nó cứ miền bịa chi chở nè chất khang mê tham được chung vinh luôn quan dạy thao dương dẫn nè chẳng phừa dương nó rèn xe hạt ai phừa vì tư hủy cho ba này phừa bàn tích tích chụp thử bàn tích tích chụp chẳng mê tha nông ca chấp đam bởi nhóm nó cứ nhóm tới mốc tới khỏi là hồn của nhóm bọn ai xâm đoạn chất lưu ai kia được luôn ai ba này cứ nhóm sắp bị đặt chung vinh luôn là hồn ở chỗ bố bánh hà là nhóm chùa vẫn là tệ tôn chùa mùi nâng nhóm chập đám tờ bồn cứ bánh hà thông những cái cứ ọt cừu trong tầm đó bố nhóm đang thể hiện là này nó cứ chỉ bánh hà mùi thông bổng phốt hay nhóm xoay sắc xa lần này cứ bỏ bạc mình tên bánh hà tí pí nó cứ mà tệ phía tràn chùa mình luôn sẽ điên cho mình chưa vậy đây tầng khổ xa tầng ấy tầng ọc thà thua nắng ba lối đây không nắng á nè tại chạy xa đáy mà đó là cứ lại bà mình bạn chụp bón ấy cứ treta forex từ mùi cà phê muốn nhưng treta forex men nó không đúng anh em bắt ta là cái cứ việc bỏ cái dương miền tầng crypto dương miền tầng forex nó không đúng anh em hay crypto nó cứ dương bắt đầu chuyển game món từ lửa future xem đẹp nhóm thom mà đá dương thua chỉ trader mình hai vị say forex cả đời crypto cả đời ao từ dương ban sắc xa chắc quá mùi nang cơ hội lùi ở dương ban này cho miền hai pound này để nhóm thử bạn để sai chỉ mùi đường lùi gì tệ tôn chủ mừng tiếp xa ngày là cột là tiếp xa crypto á nè tiếp xa crypto thuê tất bật tại vì từ tại là bay rồi có hiện miền mua được không tiếp xa phục lộ nữa mà dạng khỏi những cái đòi phân tay nhưng khi anh ta sần tua chủ mùi nó sạc ra nó bỏ viết chủ mùi nó mới được quạt ra ra nó cứ bị chết ra xin ca vô khơi bao nhóm để xa tại forex nhóm mạnh giấy và bỏ đưa môn nhóm cao tiền vì miền forex nhân du mà hỏi chứ là nè cột tâm mục tiết rút ra tại phục lục tại mù nắng cứ lên đô lôi vì bật tê mùi từ bật tê mùi lên chai lôi mỏ ở nắng bàn vía bật nơi ạc phô tờ lấy bỏ forex nắng hơi xâm nhập crypto vía mau khỏi forex mẹn có bình tái nắng ơ nhiệt đang xếp bây bắt chỗ bón và bó nạp chai bình chia ca chai lôi digital ơ nắng cứ vía sân tu khẳng bởi xa tại vía decentralize vía mình thở chăm bạch cục krong đòi khang nở nạ kia mình đẻ chẳng xâm nhập nạ đầy quất anh chị bạn ham miên lôi chở ấy mà chụp nuốt cứ quật phở năng làm bay tục lôi quật để xa bia trăng sao đập hiệp chiêng để dương vô lôi từ tục nơi cả lại mà chụp nuốt tiệt sao mẹ ca vô khơi bao nhôm chụp mùi nó say forex nâng ngang nè cốt đồ chờ nhôm cất sự định chụp mùi chi vậy đấy vì sao mẹ nó cứ vì nhôm ai nữa là thừa bản ta bà xui nhôm thà ta forex vì lủng nó pena được ấy nhôm đừng nhôm chờ lôi sự định chi vậy chứ cứ bà sân chiêng mà phục lốt cứ chụp chai lôi hai chiêng forex còn miên được cái ក្នុងន័យសម្រាប់ហ្នឹង
ាចនិយាយបានថាយើងប្រឈប់យើងលីWS ចាលីនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវគ្នាយើងគិតមិនវិញថ្ងៃណាពូសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងតាក់ទងជាមួយនឹងដរាបណាដែលវិស័យ Forex នៅតែមានគឺខ្ញុំនៅតែមានវត្តមានចឹងដល់តាថ្ងៃដែលខ្ញុំអស់ស្ដង់គុតប៉ុន្តែអឺវាមិនពូសាទៅមនុស្សយើងមិនអមតៈទេនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ធីមរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងមិនហ្នឹងអាចនឹងគាត់មានយោបល់ស្រីខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាគិតមិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាដែលខ្ញុំប្រជុំទេពីព្រោះដោយសារតែរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅអង្គុយ trade រាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាការងារមួយនេះគឺខ្ញុំចាស់ទៅក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើដែរពាក់ព័ន្ធទៅប៉ុន្តែជាមួយនឹងធីមវិញគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើដូចនេះនិយាយទៅបើសួរខ្ញុំថាពេលណាប្រជុំខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសិនជា forex នឹងលែងមានវាអាចដែរសម្រាប់ខ្ញុំ WDS នឹងបញ្ឈប់នៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺចាប់ផ្ដើមចេះ trade forex ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងតែវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះដោយសារតែទីផ្សារនេះគឺនៅតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខចំណេះដឹងត្រូវតែ update រហូតការរៀនមិនមែនរៀន ABC ហើយយក ABC ប្រើមកជីវិតទេវាត្រូវតែមានតទៅមុខទៀតទីផ្សារមានការប្រែប្រួលយុទ្ធសាស្ត្រមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹង WDS ជាកន្លែងបង្រៀនអញ្ចឹងធម្មតាសិស្សយើងគឺគាត់នៅជាមួយយើងមួយជីវិតដូចគ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំដរាបណាដូច Mr. Kim Hong អញ្ចឹងដូចណាងអញ្ចឹង idea ដូចគ្នាបើសិនជាវិស័យ forex នឹងបាត់បង់ហើយអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងថាយើងបន្តទៀតដោយរបៀបម៉េចដែរតែដរាបណាវានៅគឺយើងនឹងនៅរហូតជាមួយនឹងវាដោយសារតែរាល់ថ្ងៃនេះគ្រួសារខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវគ្រប់គងគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផលពីហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនឈប់អាហ្នឹងសួរថាខ្ញុំបានឲ្យគេត្រូវគ្រប់គងគាត់ខ្ញុំឈប់ trade ខ្ញុំឈប់អីខ្ញុំទៅធ្វើអីគេវិញព្រោះខ្ញុំចេះតែអាហ្នឹងជាជំនាញមួយហើយចឹងធម្មតាជំនាញយើងឯគេយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ផលិតភាពរបស់យើងយេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅជាមួយ WDS គាត់ដឹងសោះគាត់ដឹងហ្មង2 3 4 5ឆ្នាំ10 20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺយើងនៅតែនៅជាមួយនឹងគ្នាយើងអត់ដែរបោះបង់គាត់ពាក់កណ្ដាលទីឬមួយក៏ឲ្យគាត់នៅជាមួយយើងរយៈពេលខ្លីទេ